Bây giờ mình sẽ cùng với các bạn học ngữ pháp luyện nói tiếng Hàn qua 100 mẫu câu ngữ pháp theo cái quyển sách này nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ đi tìm hiểu về cái nội dung gì các bạn. Hôm nay Trang sẽ bạn nào mà đã học cái nhóm Zoom của mình á thì thông qua cái livestream ngày hôm nay các bạn hãy ôn thêm, rồi tới khi mà tương tác trực tiếp với Trang thì lúc đó mình sẽ luyện nói trực tiếp. Còn bây giờ mình cứ học định nghĩa, mình ôn được nội dung nào thì mình cứ ôn nha các bạn. Thì bây giờ Trang muốn hôm nay Trang muốn dạy cho các bạn cái phần nội động từ với lại ngoại động từ. Nhiều khi các bạn chưa có phân định, chưa có xác định được, mình không biết cái gì là nội động từ là gì mà ngoại động từ là gì. Thì bây giờ Trang sẽ chia sẻ đây nha. Đầu tiên mình đi tìm hiểu về nội động từ đi các bạn. Nội động từ là gì? Các bạn xem cô trang 19 trong cuốn quyển sách này nha. Trang 19 nha các bạn. Trang 19 các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ xác định coi nội động từ là cái gì. À, nội động từ là những cái động từ không cần thêm tân ngữ. Tức là động từ nè, không cần thêm tân ngữ là sao đây? Không cần thêm tân ngữ nhưng vẫn diễn tả đủ ý nghĩa của câu. Nội động từ diễn tả hành động nội tại của người viết hay người nói. Những chủ thể thực hiện hành động, này không tác động trực tiếp đến bất cứ đối tượng nào. Vậy thì mình cứ hiểu đơn giản như thế này đi các bạn. Nội động từ là động từ đó không cần thêm tân ngữ nhưng mà nó vẫn truyền tải được cái nội dung mà người nói cần nói. Ví dụ như mình nói kha ta, cái này là nội động từ ha, kha ta. À, không cần phải phía trước, không cần phải có ư rư gì thì nó cũng có nghĩa. Ha, đi. Thì bây giờ mình nói là na đến kha ta, tức là Tôi đi, đâu cần kết hợp với lại ư rư phía trước đâu, thì đây là nội động từ. Ví dụ tiếp theo, ô ta cũng là nội động từ nha các bạn. Một từ nó vẫn có nghĩa ha. Ừ. Đi đến đâu đó thì na đến. What's now what's như vậy nó cũng có nghĩa nữa đó các bạn. Thì đó là nội động từ. Ngủ nè, nên thành ta cha ta, nó không cần phải kết hợp với tân ngữ phía trước nó vẫn có nghĩa, thì đó là nội động từ cha ta ngủ. Còn nằm là gì đấy các bạn? Nằm là gì đây? Nằm là nước ta, nhé, nước ta, được chưa ạ? Rồi các bạn kêu tìm cho cô cái từ ngồi nào. Bây giờ tới các bạn nhé. Bây giờ mình thử coi các bạn có nhớ cái từ ngồi là gì không. Rồi cái từ đứng là gì? Cái này dành cho các bạn viết nha. Đứng nè. Rồi khóc là gì? Rồi tiếp theo cười. Khóc, cười. Các bạn nhớ những cái từ này không? Đi bộ nè, đi bộ. Đó các bạn thử xem năm từ đấy. Hãy tìm ra, đánh lên màn hình cho cô nhé. Các bạn đánh lên màn hình tương tác với cô nè. Cái này đó, mình ôn lại. Bạn nào đã học qua rồi thì mình ôn lại. Còn bạn nào chưa học thì xem như là mình học kiến thức mới nha. Rồi chưa? Ngồi, các bạn đánh lên màn hình nào. Các bạn phải tương tác thì mai mốt mình có livestream các bạn sẽ nhận được thông báo. Rồi, tương tác nha các bạn, tương tác đánh lên màn hình đi nào. Ngồi, đứng, đây là những cái nội động từ đó các bạn. Ví dụ như sống nè, nó không cần phải tác động cái hành động này vào một cái tân ngữ nào nữa, mà chỉ cần một mình nó đứng thôi thì nó cũng có nghĩa, thì đó là nội động từ nha. Ngồi này, những cái ngồi, đi dạo nè, xanh xét đi dạo nè, đi dạo. Rồi tìm cho cô cái từ sống chết nè, sống nè, sống chết nè. Đây, sống là sai tà, chết là trục tà. Rồi tiếp theo, chúng ta tìm cho cô cái từ nghỉ ngơi nào. Nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi là từ gì? Các bạn đánh lên màn hình nha. Xin check hai tà động từ để hỏi danh từ nha các bạn. Nghỉ ngơi. Rồi, tìm cho cô cái từ đi lên nè. Đi lên. Đi lên. Rồi đi xuống, trái nghĩa đi xuống nha. Đi xuống. Mình đi xuống đó, tức là nói mà đi. Nói. Nói là từ gì? Trời ơi, chết rồi. Chửi mắng cái từ này trong sách nó bị nhầm, đánh máy nhầm rồi các bạn.
Thì thật ra thì cũng có nhiều chỗ bị lỗi. Thì trong quá trình dạy Trang sẽ nói cho các bạn chỉnh lại dùm Trang nhé. Chửi mắng là giọt hai tài các bạn. Cái từ này không phải là giục mà là giọt hai tài nha các bạn. Các bạn bạn nào đang có sách thì làm ơn hỗ trợ cho Trang sửa lại nhé. Trang số 19 cái từ chửi mắng là giọt ha tà không phải là giục ha tà nhé. Trong quá trình soạn có nhiều chỗ nó bị lỗi thì các bạn thông cảm cho Trang và chỉnh lại dùm Trang nhé. Giọt ha tà. Rồi tiếp theo, cái từ sai xỉn các bạn. Sai xỉn. Cô làm dấu. Trang 19. Rồi tiếp theo, các bạn tìm cho cô tự chữ cãi nhau nào. Cãi nhau đi các bạn, cãi nhau. Cãi vã, cãi nhau là từ gì? Rồi tiếp theo tìm cho cô cái từ chạy nè. Chạy nha, chạy. Rồi các bạn đánh lên thử coi những cái từ này là cái những cái động từ, nội động từ cơ bản các bạn cần phải nắm để mình nói tốt trong giao tiếp. Rồi, chạy. Tiếp theo các bạn tìm ra từ chạy chưa? Chạy là gì đây? Rồi, tiếp theo cái từ vận động nè. Vận động, tập thể dục, vận động. Động từ nha. Động từ, danh từ nó khác nhau. Các bạn phải biết phân biệt cái nào là danh từ, nào là động từ nha. Rồi, thức dậy. Thức dậy. Thức dậy. Rồi, rửa mặt nào. Rửa mặt. Nói chuyện. Nãy là nói, còn bây giờ nói chuyện nha. Nói chuyện tán gẫu với nhau là gì? Nói chuyện. Chuyển nhà. Chuyển nhà. Hỏi han. Đi về trở về. Rồi, những cái này đi. Rồi, các bạn đánh lên nào. Trang thấy các bạn đã ok. Ok, bạn luyện mai có tương tác chứ. Đúng rồi em. Irenata. À, luyện mai ơi, chữ tuy tà là hai chữ tờ nha em. Tuy tà. Tuy tà. Tuy tà các bạn. Chưa các bạn, Isa Hata, đúng rồi, Nguyễn Thi Tinh, Kim Yun Hi, Yagiri Hata, đúng rồi các bạn, Yagi Hata. Rồi bây giờ mình chỉnh nha, Irona, không phải, Ironata chứ phải Ilonata như em, không có hai chữ, chữ R không phải là, mà là chữ Ơ nhé. Ok, bữa nay mình sẽ đi tìm hiểu về nội động từ và ngoại động từ. Bây giờ mình xem lại cái nội động từ. Nội động từ là gì? Là cái động từ không cần thêm tân ngữ, mình nói như vậy. Không cần thêm tân ngữ nó vẫn có nghĩa nha. Hồi chưa các bạn? Rồi bây giờ xem. Đi, kha ta, u ta, cha ta, ngủ nè. Nục ta, là nằm. Ngồi là gì đây ạ? Ngồi là anh ta, đúng không? Anh ta. Trời ơi. Anh ta. Mình gắn là mi giả. Gắn mi giả các bạn. Ngồi, đứng là gì? Sô ta nè. Sô ta nè. Còn đây là anh ta nè. Anh ta. Khóc là gì các bạn? Khóc là ui ta. Ồ, cứ nhờ ca. Cứ nhờ ca u rơi ồ. Mình chỉ cần nói u rơi ồ thôi. Mình cũng có nghĩa là không cần thêm tân ngữ. Ví dụ như u rơi không cần phải im u rơi thì nó vẫn có nghĩa. U rơi ta. Cười là u ta. Đây là những cái động từ không cần kết hợp với lại tân ngữ đó các bạn. Đi bộ là khổ ta. Đó, hiểu hát cho e. Khổ đó kìa. Đi đến nào đó. Rồi tiếp theo đi dạo là san chek ha ta. San chek ha ta nha các bạn. Động từ thì phải có đầy đủ, còn xanh xét nó là gì đây? Danh từ các bạn, danh từ. Ồ, thật ra thì hôm qua Trang có đăng một cái bài về, mình hỏi các bạn là các bạn mất tự tin nhất khi mà các bạn gặp người Hàn á,
các bạn mắc tự tin nhất là gì? Mình có hỏi thì các bạn có nói rất là nhiều cái yếu điểm của mình. Thì Trang nhận ra rằng các bạn mắc tự tin tại vì mình thiếu vốn từ vựng nè, không nắm vững ngữ pháp nè, phát âm không đúng chuẩn nè. Tại vì mình không có nắm được quy tắc, cho nên không nắm được cái quy tắc cơ bản khi phát âm á, cho nên các bạn nói không có đúng, cho nên người nghe người ta không có hiểu được. Thì giờ Trang đã hiểu được các bạn đang gặp khó khăn về cái điều gì rồi đó, thì Trang sẽ chia sẻ lại những cái kinh nghiệm mà mình đã trải qua. Thật ra thì trong cái việc học tiếng Hàn ai cũng như nhau thôi. Trang đã từng trải qua những cái khó khăn và Trang đã biết tìm cách học như thế nào để mình khắc phục được cái lỗi đó. Thì sắp tới các bạn cứ tương tác với mình đi, mình sẽ chia sẻ tại sao mà mình lại sai, rồi mình sẽ học như thế nào, bí quyết học ra sao. Trang sẽ chia sẻ lại hết tất cả những cái mà mình biết được đến tất cả các bạn, để cho các bạn có thể cải thiện được kỹ năng nói, kỹ năng giao tiếp với người Hàn, để các bạn có cuộc sống tốt hơn trên đất nước Hàn này. Annyeonghaseyo, xin chào bạn Tuyết Loan. Rồi bây giờ các bạn tìm tiếp nha. Sống salda, salda. Các bạn thấy mình phát âm nhẹ lại không? Mình biết là cái khuyết điểm của mình là gì, và mình khi mà phát âm mình thấy mình nhiều lúc mình sai á, mình cũng cảm nhận được. Quan trọng là mình có biết mình nói sai hay không. Mình cảm nhận được thì từ từ mình chỉnh lại, chỉnh cái tông lại nha các bạn. Salda chết là chukta, chukta, chukta. Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi là shita, shita, shita là nghỉ ngơi các bạn. Nghỉ ngơi là suy tà nhé. Đúng rồi. Tiếp theo, đi lên. Bây giờ tôi đi lên trên. Bây giờ cái địa điểm mà các bạn đang đứng và cái địa điểm các bạn sắp đi đến là ở đâu? Cái chỗ này mình sẽ giảng lại cho các bạn. Khi nào mình dùng kata, dùng ota. À, cái điểm này mình cũng cần phải hiểu rõ nữa các bạn. Đi lên là ola kata, kata nhé. Ola kata, tức là mình đang địa điểm dưới nè, mình đi lên trên. Cái điểm đích đến là B nè, còn điểm mà mình đang ở là A nè. Giờ mình nói cái người A nói là đi lên, ola kata, mình sẽ dùng kata. Rồi tiếp theo, đi xuống. Bây giờ cái người nói đang ở trên, ví dụ bây giờ hiện tại mình đang ở địa điểm đó là tầng 5 đi, mình đi xuống tầng 1. Ichiguro nereo kata, đi xuống là nereo kata. Cái người nói đang ở xa cái điểm đến thì mình dùng kata nhé. Né đeo kata. Nói là cái gì đấy các bạn? Mal hata, marata, marata. Thật ra trong giao tiếp á, không có xem thường từ vựng. Thứ nhất trong giao tiếp các bạn phải làm sao để mình có thể nói chuyện một cách tự nhiên, tự do, tự tin. Các bạn phải biết được từ khóa, từ vựng đó mình sẽ chọn là từ gì, nó đúng trong cái hoàn cảnh đó hay không. Thứ hai, mình sẽ dùng cái ngữ pháp gì để ghép những cái từ đó lại cho nó có nghĩa. Thứ ba là mình truyền đạt cái ý của mình cho người nghe, cái ngữ điệu, cái cách phát âm mình nói có đúng hay không. Ba cái vấn đề này nó sẽ gộp lại thì mình mới tự tin để mà mình nói. Các bạn nhớ nha. Rồi tiếp theo, chửi mắng là dột ha tạ. Bạn nào đang có sách thì các bạn xem trang số 19 và các bạn hãy chỉnh lại cho cô cái từ chửi làm chùm cho Trang nha các bạn. Nó bị đánh sai, chỗ nào Trang sai Trang sẽ nói cho các bạn chỉnh lại nhé. Dột ha tạ nha các bạn. Rồi tiếp theo, sai xỉn là, sai xỉn là gì? Chui ha tạ, chui ha tạ, chiada, nó chiesso, chiada, chiada, chiesso. 여러분 혹시 술 취한 적이 있어요? 술 취한 적이 있어요? Các bạn có khi nào xỉn chưa? Xỉn, chiada, chiada, đúng không? 욕하다. 그러니까 여러분 혹시 누구한테 욕한 적 있어요? 욕해봤어요? 혹시 여러분 욕해봤어요? 욕해봤어요? 저는 욕해봤어요. Mình đã từng chửi thề các bạn. Chửi thề. Các bạn biết cái từ nào đây? 욕해보세요. 욕하다. 욕하다 là chửi thề các bạn. Rồi, ok. Tiếp theo. Cãi nhau. Cãi. 싸우다.
sâu sâu ta nu ha cú sâu ta cô cô bố bố 우리 부부는 vợ chồng của tôi thì hăng răng sâu rồi hăng răng sâu rồi sâu ta mình kiếm cái từ nào mình nói coi sâu ta sâu ta sâu ta sâu ta cãi nhau 친구와 싸우다 목숨을 걸고 싸우다 서로 싸우다 용감하게 싸우다 남편이랑 무슨 일로 싸운 거야? 남편이랑 무슨 일로 싸웠어요? 남편이랑 남편 남사 남편이랑 어디서 나온 거야? 딱 내가 딱 해내게 어 남편이랑 무슨 일로 싸웠어요? 싸우다 아니가 싸우다. 그러니까 남편이 요가에 전혀 관심이 없는 게 너무 화가 나서요. 남편이 아 요 요 아 요가 요가라는 노예강아 요가에 전혀 관심이 없는 게 없어서 화가 났어요. 싸우다냐? 뭐 누구와 싸우다? 여기서 gây gỗ với là bạn tôi đi. 친구와 싸우다 gây gỗ với lại ông xã. 남편과 싸우다 남편과 싸우다. Rồi, ok. Tiếp theo, cái này mình không dùng ư dẫn có nghĩa mà. Tóm lại nội động từ là gì? Nội động từ là cái động từ đó không cần thêm tân ngữ. Tân ngữ là cái gì? Tân ngữ là những danh từ kết hợp với trợ từ ư rư nhằm chỉ đó là mục đích ngữ trong câu. Tân ngữ là mục đích ngữ nha, buộc chuột ô, tức là mình sẽ tác động cái hành động của mình vào cái danh từ đó thì nó mới có nghĩa. Còn này không cần có cái tân ngữ, không có cần có mục đích ngữ thì nó vẫn có nghĩa. Được chưa? Rồi. Thức dậy, u non ha tà là chạy vận động nè các bạn. Chạy là tuy tài các bạn, tuy tài nãy mà nãy rồi. Vận động là 운동하다. 운동하다. Thức dậy, 일어나다 phải không ạ? Thức dậy là 일어나다. 일어나다. 아침에 몇 시에? 아침 몇 시에 일어나요? 여러분 혹시 몇 시에 일어나요? Mấy giờ các bạn thức dậy ạ? Mấy giờ 일어나요? Thì các bạn chỉ cần nói là tôi thức dậy ở lúc 6 giờ. 아침 6 시에 일어나요. 6 시에 일어나다. 일어나다 thức dậy. Mình đặt câu thử cái câu này xem. 의자에서 일어나. Tôi đứng dậy không? Ngồi dậy. Ngồi dậy. Ví dụ như mình có là thức dậy đi. 새벽에 일어났어요. 아침에 일어났어요. 늦게 일어났어요. Tôi thức dậy trễ là 늦게 일어났어요. 늦게 일어났어요. Đó, mình thấy là nó kết hợp không cần có ư cũng được luôn, thấy không? Ví dụ mình nói như là Yumina 내일 Yumina 내일 몇 시에 일어날 거예요? 몇 시에 일어날 거예요? 몇 시에 일어날 거예요? 7시에 일어날 거예요. 그때 깨워 주세요. 깨우다. 깨우다 tức là đánh thức tôi dậy giùm nha. 7시에 일어날 거니까 그때 깨워 주세요. 깨우다 đánh thức tôi dậy nhé. Tiếp theo, rửa mặt là gì đây các bạn? 세수하다. 세수하다. Nói chuyện là 이야기하다. 이야기하다. Hoặc là viết tắt là 얘기. 얘기하다. 얘기하다. Chuyển nhà là 이사하다. 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 Đó, thì đây là những cái nội động từ nhớ các bạn. Mọi người để các bạn biết đâu nào. Rồi ok, Trương thì Diệu Ảnh đúng rồi em. Rồi bây giờ chúng ta qua trang. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về ngoại động từ. Ngoại động từ nha các bạn. Ngoại động từ là cái gì đây ạ? Ngoại động từ là những động từ cần phải có tân ngữ đi kèm để tạo thành câu có nghĩa.
Động từ phải có. Động từ phải có tân ngữ đi kèm. Mà tân ngữ này làm sao biết ra đây? Tân ngữ tức là danh từ phía sau nó kết hợp với ư rư đấy các bạn. Tức là mục đích ngữ nha. Tân ngữ trong tiếng Hàn người ta gọi là một chọt ô. Một chọt ô dịch tiếng Việt chuẩn nó là mục đích ngữ. Mục đích ngữ là gì đây? Mục đích ngữ thì trong tiếng Anh nó được sử dụng là chữ tân ngữ đó các bạn. Tức là cái danh từ này được tác động bởi cái hành động ở phía sau nó. Động từ này tác động vào danh từ này thì đây là tân ngữ. Để biết đó là tân ngữ hay là chủ ngữ hay gì đó thì mình sẽ cộng với ư rê. Cũng như lần trước rằng đã giải thích rồi. Ở tiếng Hàn với lại tiếng Việt nó khác nhau chỗ nào? Tiếng Việt là ngôn ngữ đơn lập, cho nên mình chỉ cần ví dụ tôi ăn cơm đó, tôi mà mình biết là tôi rồi, ăn chỉ cần nó chỉ ăn là biết nó là ăn là cơm đó, chỉ cần nói vậy là mình biết là tôi ăn cơm. Nhưng mà trong tiếng Hàn nó không phải là ngôn ngữ đơn lập mà nó là chấp dính nha bạn. Tiếng Hàn là ngôn ngữ chấp dính, cho nên khi mà mình nói ví dụ như tôi là cho nè, na đi, ăn là một tà nè, cơm là hợp nè, mình nói là na hả, chuyển sang cách tiếng Hàn nha bạn, một tà à, trong văn viết na hợp một tà, na hợp một tà thì nó có đúng hay không? Ngôn ngữ chấp dính thì trong văn viết á nó phải có. Làm sao mình biết đây là na, đây là chủ ngữ đây? Sao nó chói vậy trời? Làm sao biết hợp đây là tân ngữ, làm sao biết đây là động từ? Động từ thế này là không cần, nên biết động từ rồi. Nhưng mà làm sao biết đây là tân ngữ? Thì mình phải có trợ từ đi kèm. Phải có trợ từ đi kèm thì mình mới biết cái chức năng của nó là tân ngữ. Nên hoặc là nên à. Đó, thì phải có những cái trợ từ này nè xuất hiện thì mình mới biết đó là chủ ngữ hay là bổ trợ từ hay là tân ngữ. Thì phải có những cái trợ từ này mình mới xác định được đó nó có chức vụ gì, nó là nắm chức năng gì trong câu. Nó phải có trợ từ. Thì ngôn ngữ chấp dính thì nó phải có những cái trợ từ này là mình mới biết được cái chức năng của cái danh từ đó là cái gì ha. Nó khác tiếng Việt mình là như vậy. Cho nên tại sao có nhiều người, ủa sao tiếng Hàn nó phải dùng trợ từ? Thì nó có trợ từ thì mà nó mới có nghĩa trong câu nhé. Rồi tiếp theo, ngoài động từ là động từ phải có tân ngữ. Ví dụ như là một tà ăn. Một tà. Mình nói ăn, nhưng mà mình phải có ăn cái gì? Ăn cơm, ăn thịt, ăn trái cây, đó, phải có những cái đó thì cái động từ ăn thì nó mới hoàn thành cái nhiệm vụ ăn của nó. Ví dụ như mình nói là ăn cơm thì mình sẽ cộng với cơm là gì các bạn? Ăn nè, một tà, cái này chưa chia đuôi nha các bạn, cái này mới chỉ là động từ nguyên thể chưa có chia cái đuôi. Ví dụ mình muốn chia cái đuôi với dạng là thân thiện với bạn bè thì mình sẽ chia là ayu auyu, còn trân trọng lịch thiệp thì là sum gì ta, còn dùng với cách nói ngang hàng, cách nói trọng thì một tà mô go, còn câu hỏi là mụn ní cách nói trọng á nha các bạn. Đó thì cái phần này á mình phải nắm luôn. Nói về cái cách chia đuôi câu là mình phải biết mình dùng cho đối tượng nào đó. Còn mình chia thì thể quá khứ hiện tại tương lai, hiện tại tiếp diễn thì cũng chia cái động từ luôn, là kết hợp với động từ để mình chia cái đuôi từ luôn. Nó cái đó thì nó sẽ chia ở cái đuôi từ. Còn trong tiếng Việt mình chỉ cần tôi đang cơ, hiện tại tiếp diễn chỉ cần thêm đang thôi là được, hoặc là thì tương lai thì chỉ cần thêm chữ sẽ là được, còn thì quá khứ thì chỉ cần thêm đã là được. Nhưng mà trong tiếng Hàn nó lại gắn sau cái động từ và chia ở cái đuôi câu nhé. Rồi bây giờ tôi nói là tôi ăn cơm, hộp nè, cơm nè, thì mình cộng với gì? Ăn cái gì? Ăn cơm thì tác động cái hành động ăn vào cái mục đích ngữ đó là cơm, thì chỗ này chúng ta sẽ cộng với ư. Đó thì mình biết là cái hành động ăn này nó tác động vào trong danh từ cơm. Ăn cái gì? Ăn cơm.
Bây giờ tôi nói ăn trái cây. Ăn trái cây đi các bạn, ăn trái cây. Khoai. Khoai. Khoai gì đây? Có bắt chim thì cộng với ư. Khoai y rư. Ăn trái cây. Ăn cái gì? Ăn trái cây. Tác động cái hành động ăn vào trái cây, tức là ăn trái cây. Rồi, tôi ăn thịt. Khô gì? Khô gì rư. Thì tóm lại cái động từ này đó là ngoại động từ đó nha các bạn. Nó nằm trong cái ngoại động từ. Chức vụ của nó là ngoài động từ đó. Rồi, ngoài chữ ăn rồi còn gì nè? Mashita, uống. Uống. Mashita. Rồi, bây giờ Trang sẽ liệt kê những cái ngoại động từ ra cho các bạn đánh tiếng Hàn câu nhé. Xem. Liệt kê Trang. Xem là từ gì trong tiếng Hàn? Xem cái gì? Mình có thể là ghép vào cái việc là xem cái gì? Xem phim. Vậy thì mình sẽ gắn chữ phim nhỉ. Dồn hoa rư phù tà. Nó phải có tân ngữ thì đó chính là ngoại động từ nha các bạn. Xem. Mua. Mua. Rồi. Bán. Bạn nào đang học quyển sách Mai Ha Ghi Sư Lông Hăng Gu Co Mụn Bập Y thì các bạn lật trang 19 ra để các bạn xem mình liệt kê cái bảng nội động từ, ngoại động từ trong quyển sách này nha các bạn. Thì thật ra khi mà mình soạn một cái quyển sách nào đó thì không thể nào tránh được cái tình trạng là bị lỗi. Trang cũng rất là cố gắng khắc phục cái tình trạng này nhưng mà sau nó vẫn bị lỗi các bạn. Thì mỗi khi mà phát hiện lỗi hay gì các bạn cứ nhắn tin cho Trang để lần sau Trang tái bản lại cái quyển sách này thì mình sẽ chỉnh lại được cái lỗi đó. Trang thành thật cảm ơn các bạn nha. Bán. Rồi gặp. Gặp. Đấy, đấy, gặp ai? 친구를 만나요. Nó tức là nó sẽ đi với lại tân ngữ. Rồi, tiếp theo tìm cho cô chữ đọc nè. Đọc. Viết. Bạn nào là học viên của Châu Thị Trang School qua lớp Zoom á thì các bạn hãy đừng bỏ sót qua cái video này nha. Các bạn cứ vừa học tương tác với Trang trên Zoom, vừa học trên live để mình nâng cao thêm được cái kỹ năng nói cho mình nha. Học nhiều không bao giờ là lỗ. Các bạn cứ học rồi học làm lại ha. Viết. Nghe. Rồi. Cái này là gì? Làm lên cái gì đó. Làm, tạo ra, chế tạo, làm chế tạo. Hai tài với lại cái này khác nhau nên mạnh tư đi tài các bạn. Mạnh tư đi tài. Nó cho. Này kê ra mình cho nha. Những cái từ này nó là căn bản nhưng mà mình cứ ôn đi. Ôn đi ôn lại nhiều lần thì mình mới quen, mình nói chuyện nó mới dễ nhớ nha. Nhận. Ngày xưa Trang cứ quan niệm là thôi mình về mình dạy mấy cái khó khó để cho học viên nâng cao được. Nhưng mà mình lại có một cái suy nghĩ thế này. Muốn đi nâng cao thì không được bỏ sót, không bị hỏng kiến thức từ cái bước căn bản. Mấy cái này các bạn phải ôn lại, học lại những cái kỹ cái kiến thức mình đã từng bị hỏng rồi đó, cho nó vững đi rồi mình mới hoàn thiện được cái kỹ năng của mình. Nhận. Gửi. Mặc cái gì đó, mặc quần áo hay gì đó. Cởi ra. Cởi. Nói chứ cởi sao nghe nó mắc cười quá. Lên xe, đi xe, lên xe. Lên xe. Xuống. Đổi. Thay đổi đó các bạn. Chờ. Ghét thích. Học. Biết. Không biết. Minh Thu ơi,
là đẩy hay là kéo anh? Kéo cửa hay là đẩy cửa? Mở đóng à? Mượn nha các bạn, mượn. Đánh này đó. Rồi, mấy từ này đi các bạn. Mấy từ này nha. Ok, vừa đưa ta. Các bạn cứ đánh lên màn hình đi. Đó, mình vừa ấy mình gọi là cái kiến thức. Ok các bạn, đánh lên đi ạ. Ok, chỗ ai đó. Các bạn có thể đặt câu, ví dụ mình muốn ghép cái động từ đó với cái tân ngữ nào, các bạn cứ đặt câu đi, làm cho quen nha các bạn. Đánh lên nào. Ok, 좋아요. Ok. Luyện Mai. Luyện Mai nãy giờ đánh nhiều nè. Ok, đang thấy em cố gắng đó nha. Diễm Phương, ok, 좋아요. 내리다 바꾸다. À, các bạn lưu ý, cái chữ 바꾸다 và 바꾸다 nó khác nhau nha các bạn. À, chỗ này á, lúc đầu mình học á, mình cũng không nhận ra nó khác nhau và giống nhau chỗ nào nhá. Đây. Nãy là ngoại động từ không? Đây là ngoại động từ nha các bạn. Ngoại động từ là nó phải kết hợp với một cái tân ngữ, tức là ở trước phải có ư hoặc rơ danh từ. Tuy nhiên bạc quy tạ, hai cái nghĩa này nó đều là thay đổi, nhưng mà cái này là bị thay đổi, đây là bị động từ các bạn. Bị động từ nha các bạn. Nó nằm trong cái trường hợp là bị động từ, tức là mình sẽ được dịch nó là bị thay đổi hoặc là được thay đổi. Bị hoặc là được đó nha các bạn. Bạc quy tà. Vậy thì phía trước bạc quy tà này chúng ta sẽ kết hợp với trạng từ trợ từ gì? Trời ơi, ồn. Shikoroyo. Sớm chung nhạc. Ồn ào. Đang dạy học, hai cha con nó lại quậy. À, bạc quy tà. Vậy thì trước chúng ta sẽ cộng với trợ từ y hoặc là cà. Được hoặc là bị, ví dụ nắm như Trang cái phần bị động từ với là động từ là cái này là dễ bị sai lắm. Ví dụ nha, hoặc quy tà bị thay đổi kế hoạch bị thay đổi, kế hoạch ý hoặc cấp phê ồ. Mình lấy ví dụ cho cái từ là bạc quy tài nha các bạn. Kế hoạch bị thay đổi thì mình sẽ nói là kế hoạch, kế hoạch ý bạc quy phê ồ, bạc quy ớ phê ồ, bạc quy ớ tà. À, bạc quy tà là bị động từ bị thay đổi. Vậy thì quá khứ của bạc quy tà đó là bạc quy sờ. Cái này các bạn sau khi mà các bạn nghe Trang giải thích á, các bạn đừng bị sai nữa nha. Mình nhận biết là à tại sao nó khác nhau. Còn đây là bạc quy sờ, quá khứ của bạc quy tà là gì nè? Bạc quy sờ. Thì quy tà này nè, mình có thể viết tắt là quy sờ. Không phân biệt được chưa ạ? Ok, kế hoạch ý bạc kia sẽ cách suy nghĩ ra được thay đổi. Cái suy nghĩ ra được thay đổi thì mình nói là sen gà ký bạc kia sẽ sen gà ký bạc kia sẽ. Rồi, ok. Rồi đó, các bạn cứ đánh đi, là Trang tìm coi lỗi sai của các bạn chỗ nào thì mình sẽ giải thích cho các bạn chỉnh lại cái lỗi của mình.
Thì thật ra Trang học tiếng Hàn ngày trước tới giờ Trang bị sai như là bị ông xã hoặc là người Hàn người ta chỉ cho mình cái lỗi sai của mình thì mình mới biết mình chỉnh lại. Được chưa? Thì hôm nay mình đã ôn xong trợ động từ, nội động từ, ngoại động từ rồi đó các bạn. Rồi các bạn tìm xong chưa ạ? Bây giờ mình giải cho các bạn nha. Rồi, được chưa ạ? Bạn nào mà có sách này rồi thì các bạn có thể làm dấu rồi mình viết ra tập nha. Mình viết ra tập nha. Tại vì á nhìn là một việc nhưng mà các bạn khi mà các bạn viết ra, bạn nhận thức, bạn viết ra dở á, thì nó sẽ làm cho bạn nhớ nhớ lâu hơn. Lặp đi lặp lại cái việc mà mình suy nghĩ rồi mình viết ra thì nó mới giúp các bạn nhớ nhanh hơn nha. Nó phải trải qua một cái quá trình viết là bài tập suy nghĩ. Mình phải 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 nhận thức, mình phải suy nghĩ thì nó mới đi vào tiềm thức của mình. Rồi xem hô ta hô ta xem à, vậy thì xem cái gì nó ngoài động từ là nó phải kết hợp với trợ từ tăng ngữ, ví dụ xem phim dỗ hoa đi phù tà, hoặc là xem gì, xem báo, xin mua nữ phụ tạ gì vậy, phiong chong hà ta là động từ bình thường, phiong chong hà ta cái này là động từ bình thường các bạn, thay đổi thì mình sẽ thường đi với lại ư rư, nó là ngoại động từ thay đổi cái điều gì đó, phiong chong hà ta, bạn bạn dùng cái từ, bạn hỏi câu hỏi rất là hay luôn nè, mình viết đâu đây qua trang. Bạn hỏi là cái từ thay đổi Pyeongchang Hata thì như thế nào? Bạc cu tạ nó giống như bạc cu tài Pyeongchang Hata thì thường nó sẽ thay đổi kế hoạch nè, phương hướng nè, công việc chủ đề nè. Một cái chủ đề nào đó thì mình dùng Pyeongchang Hata tha rư cái bạc cu gờ nát sẽ rất kê cu chi tạ. Nó dùng cho thay đổi bạc cu tài cũng được, Pyeongchang Hata thường thì cái này nó dùng cho công việc nè, công việc phân hằng phương hướng nè, ộp chung nè, chu chê nè, hăng nụ đó, chế độ chế tù đó, thì đây là nó thuộc là đi với lại ư rư, đi là ư rư phía trước nha các bạn, nó phiong chong hà tà thì đi với lại ư rư phía trước. Hồi quay lại mua tha tạ, mua cái gì, mua vàng mua đất, cơm mua vàng mua đất là gì đấy các bạn, cơm nè, cơm tha tạ hoặc là tăng ngư tha tạ nó thì nó đi với lại ư rư phía trước nha các bạn. Bán thay tạ cũng vậy luôn, thay tạ bán vàng, cơm mới thay tạ tăng ngư thay tạ, gặp là mình tạ manada, gặp ai, 친구를 만나다, 남편을 만나다, 부인을 만나다, 선생님을 만났어요. Hoặc là các bạn gặp ai nữa, 여자친구를 만났어요, 남자친구를 만났어요. Rồi đọc읽다 đọc nè, ví dụ mình nói đọc sách là gì các bạn, 책을 읽어요, 신문을 읽어요, cứ읽어요. Cứ là gì đấy các bạn? Chữ, đọc chữ. Cứ 읽어요. 잡지를 읽어요. 잡지 là gì đấy các bạn? Tạp chí. 잡지를 읽어요. Không có chào biết. Ổn á. À, 잡지를 읽어요. Còn các bạn muốn đọc gì nữa? Đọc tiểu thuyết. Tiểu thuyết là gì đấy các bạn? 소설. 소설을 읽어요. Nhé. Rồi viết sư tà cái từ sư tà nó có nhiều nghĩa nhưng mà cái nghĩa viết nó cũng là sư tà, ví dụ sử dụng cũng là sư tà, đắng đắng là tính từ cũng là sư tà. Rồi nếu mà nói là viết, các bạn viết gì, viết tiếng Hàn đi, Hangul sư tà, Metamorul sư tà, nghe là thực tà. Ví dụ như các bạn muốn nói là tôi nghe nhạc đi,
nghe nhạc, nhạc là ư mà cứ từ đây ạ làm chế tạo là mắn tư tài, mắn tư ta cho là chu ta cho tiền cho con gái tiền ta để cái thổ nữ chu ta ta để cái thổ nữ chồi ô nhận là phật ta nhận tiền thổ nữ phật ta ạ thổ nữ phật ta ạ check ư mà phật ta ạ 여러분 혹시 문법 책을 받았어요? 혹시 제가 보내준 책을 받았어요? 책을 받았어요? Gửi, 보내다, 보내다, gửi cái thư, 편지를 보내다, gửi thư cho ai? 아버님에게, 어머님에게, hoặc là 부모님에게 편지를 보냈어요. 편지를 보냈어요. Đó, các bạn thấy là những động từ này thường mình sẽ gắn vào lại một cái trợ từ tăng ngữ đúng không ạ? Mặc ịp tà, mặc quần áo, nó phải có cái tăng ngữ nó mới có nghĩa đó là mặc quần áo là ồ sư rì bơi, đúng là hồng nhung quá nhanh luôn. Ồ sư rì bơi viết quá nhanh luôn, quá nhanh. Cởi quần áo ra. Phật tà, ồ sư bỏ sơ, ồ sư bỏ sơ. 옷을 벗어요. 런세 타다. 리세 런세 리 타다. 차를 타다. 타다 아니야. 타다. 쏘라 내리다. 내리다. 너야 바꾸다. 바꾸다. 저 기다리다. 기다려주세요. Rồi, tiếp theo ghét là 싫어하다. Động từ ghét là 싫어하다. 싫어하다, 좋아하다. Thích là 좋아하다. 좋아하다. Thích là 좋아하다. Được chưa? Tiếp nha các bạn. À, các bạn ơi, các bạn hãy nhấn vào cái nút cái chuông đó, thông báo, nhấn vô để mình theo dõi cái bài này đi, để làm sao mà mình có phát like, cái tự nhiên các bạn nhận được thông báo rồi các bạn vào học liền, chứ không nhấn cái đó thì các bạn không nhận được thông báo đâu ạ. Dạo này Facebook nó có chế độ như là mất tương tác á, nó không có hiển thị cái thông báo lên trên cái file của các bạn, cho nên các bạn hãy đừng quên giờ nhấn vô cái từ theo dõi cái file này liền trang đi, hoặc là nhấn cái sao mà các bạn nhận được cái thông báo á nhá. Rồi, học là 공부하다. 공부하다 hoặc là 배우다. 배우다. 배우다 공부하다. Biết, 알다. 알다. Không biết là 모르다. 몰라요. 모르다 몰라요. Kéo là kéo. 당기다. 당기다, 당기다, 나이라 밀다, 밀다, 나이, 머리라 열다, 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 넘라 닫다. 아, 넘 cửa đi. Giờ mình dùng cái từ cửa đi. Mở cửa là 문을 열어요. 넘 cửa là 문을 닫아요, 닫아요. 문을 나이 cửa là 밀어요, 문을 밀어요. 문을 당기세요. Rồi, mượn là 빌리다. 빌리다. Đánh là gì vậy? Đánh là gì? 때리다. 때리다 nha. 때리다 là đánh. Phải rồi. Đó, thì đây là gì đây ạ? Tất cả những cái động từ này nó sẽ nằm trong cái từ gọi đó là gì đây ạ? Động từ ngoại động từ. Đây là ngoại động từ nha. Ngoại động từ là sao? Là động từ phải có tăng ngữ. Động từ phải có tăng ngữ trong câu thì đó là ngoại động từ. Ngoại động từ. Rồi, còn động nội động từ là sao? Nội động từ là không cần có tăng ngữ thì nó vẫn có nghĩa, thì đó là nội động từ. Động từ không cần thêm tăng ngữ ư-rư thì đây chính là nội động từ. Ví dụ như là đi đến ngủ nằm. 가다, 오다, 자다, 눕다.
안다, 서다, 울다, 웃다, 걷다, 산책하다, 죽다, 살다, 쉬다, 올라가다, 내려가다, 욕하다, 말하다, 싸우다, 뛰다, 뛰어, 운동하다, 운동하다, 일어나다, 일어나다, 세수하다, 세수해요, 이야기해요, 인사해요. Đó là những cái nội động từ. Rồi, các bạn có thể ôn lại trang 19 giùm cho cô nha. Nội dung này là cô dạy trong cái trang 19 này. Bạn nào chưa có giáo trình, các bạn có thể nhấn vào đây để đăng ký một quyển này để học cùng với Trang, ôn lại những cái kiến thức mà mình đã bị mất căn bản, những cái lỗ hổng mà bạn bỏ qua, mình không nắm được. Nhiều khi thì trong sách tiếng Hàn các bạn cũng không có học qua chi tiết những cái nội dung như thế này đâu. Có thể là thông qua cái livestream ngày hôm nay mình có thể bộc bạch chia sẻ những cái kinh nghiệm học mà mình đã đúc kết ra, chia sẻ cho các bạn để các bạn giỏi tiếng Hàn nhé.